Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với Cơm Lông Tô. Trong dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, nếu anh em chúng ta đang tìm một chiếc xe số khuyến mại đậm sâu, thì hôm nay tại Mười Lăm Ô Tô mình đang giới thiệu anh em một mẫu xe nhập từ Thái Lan, dòng xe số luôn, cực kỳ cổ điển, với khuyến mại đợt này là tầm khoảng 3 triệu cho anh em nào quan tâm về dòng xe số ha. Tất nhiên, đây anh em sẽ có phiên bản bơm dép 110 và gốc 110 với nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đặc điểm của các dòng xe số này, chúng ta sẽ có các màu sặc sỡ. Anh em sẽ có phiên bản màu xanh rêu nè, sẽ có màu xám. Màu xám này nhìn hơi xi măng tí xíu ha anh em. Ở tiếp theo thì anh em sẽ có màu đỏ, và cuối cùng anh em sẽ có màu đen và màu cam ở phiên bản này. Đây là trước mắt 5 màu sắc đầy đủ của phiên bản bóp Z 110. Với phiên bản bóp Z 110 này, anh em sẽ có phun xăng điện tử FI luôn nha, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và hiện tại với mức giá đang giảm 3 triệu là từ 36 triệu 500, chỉ còn lại 33 triệu 500 là anh em đã sở hữu được chiếc xe bóp Z này rồi. Và ngoài ra bên mình có hỗ trợ trả góp cho dòng xe này luôn. Anh em chỉ cần đi trước 20-30% thôi, thì anh em đưa trước đâu đó tầm khoảng 6-7 triệu thì anh em sẽ nhận được xe rồi, ngay tại cửa hàng luôn nha anh em. Bên mình có chi nhánh ở đa số thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Dương và Huế, để cho anh em nào chúng ta ở khu vực này, anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng mình để lựa chọn màu sắc phù hợp mình hơn ha. Còn bây giờ mình sẽ nói qua sơ về những cái điểm nổi bật của chiếc bóp Z này để anh em có thể dễ dàng chúng ta tham khảo. Đầu tiên thì anh em sẽ có một tổng thiết kế rất là hoài cổ luôn. Đó, anh em sẽ có thiết kế khá là giống cúp ha. Đó, nhưng mà chúng ta là phiên bản bóp Z 110 nha anh em. Đó, anh em sẽ chúng ta sẽ có cái đồng hồ tròn nhìn cực kỳ cổ điển luôn. Sử dụng những cái công nghệ hiện đại nhất của các mẫu xe bây giờ, như là chúng ta sẽ có đèn LED nè. Đó, ở phần yên thì anh em sẽ điểm nhấn là yên màu nâu sang trọng, dạng bánh mì cũng rất là cổ điển luôn anh em. Chúng ta sẽ có hai cái kính dạng tròn như thế này khi mà anh em đi theo xe. Phía trước thì anh em sẽ có thêm một cái ba ga tặng sẵn đi theo xe luôn, để anh em có thể chúng ta gắn thêm cái giỏ như thế này để anh em có thể đựng đồ, nhìn trông rất là tiện lợi ha. Và ở phiên bản bóp Z 110 này xuất xứ từ Thái Lan, nên độ về độ bền và độ cứng cáp của xe này rất là chắc chắn nha anh em. Đó, anh em ra cửa hàng anh em có thể sờ vô thử những cái mẫu xe về 50cc, và anh em sẽ rờ thử cái mẫu xe bóp Z 110 này thì thấy cái độ cứng chênh lệch khá là lớn. Và tiếp theo thì bên mình sẽ có thêm một dòng xe 110 nữa để phục vụ cho anh em, để có thêm sự lựa chọn anh em thích mẫu xe khác ha. Đây là gốc 110, cũng xuất xứ từ Thái Lan luôn anh em, cũng chung là hãng Zeekr với lại bóp Z luôn, cùng chung động cơ 110 luôn ha. Cũng có phun xăng điện tử FI để anh em thích hợp anh em đi cà phê, đi phố ở trong khu vực đô thị tiện lợi hơn rất là nhiều. Và đây là hai mẫu xe thiết kế số và cổ điển ở thị trường Việt Nam. Anh em có thể thấy tuy là cổ điển thôi, nhưng mà về những cái trang bị của hai mẫu xe này đều là những cái trang bị hiện đại, như là chúng ta sẽ có đèn LED nè, giống nhau nè. Ở phía trên phần phiên bản gốc này thì anh em sẽ có đồng hồ rất là to. Đồng hồ này là đồng hồ LCD, mà nó khác đặc biệt ở các dòng xe khác á, là các dòng xe khác anh em chỉ là màn hình trắng đen thôi, còn này là màn hình đa sắc màu luôn, nhiều sắc màu cho anh em, và anh em có thể chỉnh bằng nhấn thôi, cảm ứng ha anh em, nhìn khá là giống điện thoại luôn á. Đó, nên cực kỳ là hiện đại. Và ngoài ra với dòng xe số mà 33 triệu tới 32 triệu á, thì anh em tất nhiên phải có thắng đĩa rồi, để đảm bảo ấu cái sự an toàn cho anh em. Và ngoài ra thì bóp dép và gốc thì anh em sẽ có phần thắng đĩa là 2 bit nữa, giúp cho anh em chúng ta thắng tốt hơn, hiệu suất thắng an toàn hơn rất là nhiều khi anh em xử lý tình huống gấp ha. Và ở phía trong thì anh em sẽ sử dụng phiên bản mâm nữa, nhìn nó chắc xe hơn nhưng mà vẫn giữ nét cổ điển cho chiếc xe, phù hợp chiếc xe hơn rất là nhiều ha anh em. Và trên đây là chương trình khuyến mãi 30 tháng 4, 1 tháng 5 mà Mười Lăm Ô Tô muốn gửi đến anh em về dòng xe bóp dép và dòng xe gốc, về dòng xe số tại thị trường Việt Nam. Anh em muốn lựa chọn một chiếc xe để đi phố, đi làm hoặc là chúng ta đi chơi trong khu vực đô thị thì đây là mẫu xe cực kỳ hợp lý rồi. Và hiện tại quan trọng là đang khuyến mãi 3 triệu tại Mười Lăm Ô Tô nha. Anh em nào ở tỉnh thì đừng lo, bên mình vẫn có hỗ trợ vận chuyển xuyên tỉnh cho anh em nào muốn mua. Tại vì bên mình sẽ vận chuyển xuyên tỉnh luôn. Anh em chỉ cần gọi số hotline 0786 46036 sẽ được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Cảm ơn em quan tâm và đừng quên nhấn like, subscribe Cơm Lông Ô Tô. Mình sẽ cập nhật nhiều chương trình khuyến mãi mới và nhiều dòng xe mới dành cho anh em nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.